Trong thời gian gần đây đã rộ lên các phương pháp như là nâng ngực đệm mô lipid, nâng ngực bằng sóng xung kích với cam kết là không đau, không xâm lấn. Những quảng cáo này đã đánh trúng tâm lý của nhiều người với mong muốn nâng cấp vòng 1 mà không phải phẫu thuật. Em không hề cảm thấy đau nhé, mà đặc biệt là cái phương pháp này nó không xâm lấn. Đây là công nghệ hiện đại nhất hiện nay khi không sử dụng bất kỳ một thủ thuật xâm lấn nào. Theo lời quảng cáo của thẩm mỹ viện này, công nghệ nâng ngực đệm mô lipid được chuyển giao từ nước ngoài. Chỉ sau một lần duy nhất, mọi tình trạng vòng 1 sẽ được cải thiện. Tăng sinh mô mỡ vòng 1 hypolipid với ứng dụng của xoáy sóng siêu âm và sóng RF cường độ cao sẽ giúp phần mô mỡ, mô cơ được kích thích phát triển tăng cả về kích thước và số lượng. Ngoài ra sẽ còn giúp tăng sinh collagen bị thiếu hụt. Để tăng độ tin cậy, thẩm mỹ viện này còn sử dụng hình ảnh người mặc áo blue tư vấn và người nổi tiếng để quảng cáo dịch vụ của mình. Tự là sau khi mà mình làm xong ấy, mình chỉ ước gì là mình biết cái dịch vụ này sớm hơn để mà đẹp sớm hơn. Điều đáng nói, nhiều thẩm mỹ viện, spa khác cũng sử dụng chiêu trò tương tự và tự nhận mình là đơn vị độc quyền công nghệ nâng ngực này. Sở Y tế Hà Nội cho biết không cấp phép cho bất kỳ cơ sở làm đẹp nào thực hiện phương pháp được gọi là nâng ngực đệm mô lipid hay nâng ngực bằng sóng xung kích. Chỉ cần một lần thực hiện. Thay vì đến các cơ sở được cấp phép thực hiện kỹ thuật nâng ngực, thì nhiều phụ nữ đã tin vào những lời quảng cáo tại các spa. Với những chiêu trò, các cơ sở này đã tự đưa ra những cái tên khác nhau và nâng lên thành phương pháp mới như là nâng ngực bằng xung kích hay là đệm mô lipid. Đẹp không thấy đâu, nhiều chị em đã phải nhập viện vì gặp biến chứng. Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng hai bên ngực bị sưng đỏ. Trước đó, bệnh nhân đã đến spa để dùng sóng xung kích làm tăng thể tích ngực. Số tiền mà bệnh nhân phải trả cho spa là 20 triệu đồng. Đầu tiên là họ cho hai cái máy họ áp vào ngực, sau đấy thì kiểu đấy là kích thích cái mô mỡ để cho nó mềm ra ấy. Họ đưa ra khoảng chục cái xi lanh hay là cái gì, trong đấy là cái chất lỏng màu trắng, nó gần như là một cái dạng gel ấy. Thì họ đấy là họ gây mê, gây tê cho em kiểu không phản ứng lại được cái lúc mà họ tiêm vào ấy. Nhìn xuống thì họ đã chọc kim tiêm vào và đã bơm xong một xi lanh rồi. Thế sau em yêu cầu là cho em biết cái chất tên thuốc tiêm vào người thì họ lại bảo là cái này không cho biết được, cái này là cái bản quyền ấy. Thế là kiểu họ hoạt động chui ấy, nhưng mà kiểu em bị lừa. Tin vào những lời quảng cáo, bệnh nhân này cũng phải nhập viện vì bị biến chứng sau khi nâng ngực bằng phương pháp nâng ngực đệm mô lipid, không cần phẫu thuật, không đau đớn, ngực đẹp nhanh và chi phí rất phải chăng, chỉ với 10 triệu đồng. Thì em cứ nghĩ là không phẫu thuật thì sẽ không có nhiều cái biến chứng sau này. Và người ta cũng có quảng cáo là bác sĩ sẽ làm cho em không phẫu thuật và dùng cái máy zoom hay gì đấy. Thì em cứ nghĩ như thế là an toàn. Và đây là hình ảnh mà bệnh nhân cung cấp về phương pháp nâng ngực bằng sóng xung kích. Các chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ khẳng định không có phương pháp nâng ngực nào bằng sóng xung kích hay đệm mô lipid. Đây chỉ là những chiêu trò lừa đảo. Thời gian gần đây, Bệnh viện Bưu điện đã điều trị nhiều trường hợp như thế này. Đây là hoàn toàn là tiêm filler làm đầy bằng axit HA hoặc bất kỳ một chất nào không rõ nguồn gốc trộn với cả nước để làm tăng sinh cái thể tích tuyến vú lên. Và khi chúng ta bơm vào trong cái tuyến vú thì chắc chắn nó sẽ tạo ra áp xe nếu mà đem mà nó bị nhiễm trùng. Thì những trường hợp đến chỗ đấy thì chúng ta chỉ nhiễm trùng hoại tử tắc mạch, nên chúng ta chỉ có rạch bỏ, có cắt bớt tổ chức đi thôi và khi đấy tuyến vú bị biến dạng. Các chuyên gia thẩm mỹ khuyến cáo, ngay cả với các chất được cấp phép sử dụng như filler, cũng được khuyến cáo không nên tiêm vào ngực, mông hoặc khoảng trống giữa các cơ để tạo đường nét hoặc cải thiện cơ thể trên quy mô lớn. Bởi điều này dễ dẫn đến các tổn thương nghiêm trọng, bao gồm tình trạng đau kéo dài, để lại sẹo, nhiễm trùng, biến dạng vĩnh viễn, thậm chí tử vong.